cô gái chọn bừa một tấm hình trên mạng giả làm bạn trai mình. Không ngờ đối phương lại chính là tên đại ca trong trường, ai nghe đến cũng sợ. Là cậu sao? Bạn gái của tôi. Yeondu ngại ngùng muốn phủ nhận, nhưng Winho lại cầm lấy điện thoại của cô để xác nhận chứng cứ. Này, bỏ đi, cậu ra đây. Giờ chuông reo rồi, cứ ra đây. Nếu không muốn cứ như thế kết thúc cuộc sống học đường. Nhưng không ngờ Yeondu lại ôm miệng cười. Winho lần đầu tiên bị người khác cười nhạo, Yeondu lại nói bản thân không biết nói dối. Winho tức giận bảo cô ra ngoài với mình. May mà thầy giáo kịp thời xuất hiện ngăn Winho lại. Winho thấy thầy giáo thì lập tức mất hết khí thế. Yeondu lấy vở của mình ra giải vây cho cậu ta. Tình thế đảo ngược làm Winho không kịp phòng bị. Yeondu nói với thầy giáo là cậu ta đang mượn vở của mình. Nghe thấy việc Winho đi mượn vở khiến thầy giáo rất bất ngờ. Nhưng vì xấu hổ nên phải ra ngoài nói. Yeondu thành công giải vây cho Winho. Còn bảo không biết nói dối chứ. Lúc vào học Yeondu luôn nghĩ làm sao để Winho tha thứ cho mình. Thế là cô mua bánh mì đi xin lỗi cậu ta. Nhưng một cái bánh mì thì sao có thể mua chuộc được Winho dễ thế? Không phải, có nhiều lắm. Cái gì? Sau này bánh mì của cậu sẽ do tớ mua. Tớ sẽ làm máy bán hàng tự động. Winho nghe thấy lời này thì liền bật cười, hỏi nhà cô có phải giàu lắm không. Nhưng Yeondu lại bảo Winho phải bỏ tiền ra, cô chỉ phụ trách chạy đi mua thôi. Winho lập tức cạn lời. Nhưng lớp trưởng lại thấy đây là một giao dịch không tồi. Winho chỉ đành đồng ý việc này. Lớp trưởng an ủi Yeondu, nói bọn họ không phải người xấu. Nếu như cô cảm thấy mệt rồi thì có thể tìm mình giúp đỡ. Cậu ta sẽ giúp cô chạy đi mua bánh mì. Lớp trưởng dịu dàng như thế khiến cho Yeondu không hiểu tại sao cậu lại chơi với Winho. Tối đến về nhà, chị cô đột nhiên lại bảo cô đến quán bar lấy ví tiền về giúp mình. Không ngờ cô lại bắt gặp lớp trưởng ở đây. Yeondu sợ hãi vội vàng chạy khỏi quán bar. Lớp trưởng ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy bóng lưng. Ngày hôm sau lên lớp, cô nhìn lớp trưởng rồi rơi vào nghi hoặc. Rõ ràng là một học sinh gương mẫu, hoàn toàn khác với người tối qua cô nhìn thấy. Cô an ủi bản thân nhất định đã nhìn nhầm rồi. Không ngờ lớp trưởng lại đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà Yeondu này. Cậu nhìn thấy tớ rồi nhỉ? Yeondu hoảng hốt che giấu rồi bảo tối qua mình nhìn nhầm. Cậu đúng là không biết nói dối nhỉ? Làm sao thế? Cậu là kiểu cứ tức giận là sẽ bắt đầu cởi áo sao? Nếu như vì tớ nói dối nên mới tức giận thì cho tớ xin lỗi. Cậu bình tĩnh lại trước đã. Xăm hình. Hả? Đến đó học xăm hình. Lớp trưởng nói trở thành thợ xăm hình là ước mơ của cậu ta. Còn học hành thi cử chỉ là để làm bố mẹ hài lòng. Cậu ta muốn Yeondu giúp mình giữ bí mật. Yeondu thề sống chết sẽ giữ bí mật này. Nhưng cô bẩm sinh đã không biết nói dối. Vì cái bí mật này mà cô sắp phát điên rồi. Ngày hôm sau không cẩn thận nên đã dậy trễ bị muộn học. Cô trốn sang một bên lo lắng nhìn về phía cổng trường. Đây là lần đầu tiên cô đi học muộn. Lúc này Winho đi qua cô. Winho à, chúng ta muộn học rồi. Winho ghét bỏ bảo cô bỏ tay ra. Yeondu nhờ cậu ta đem mình đi trèo cửa sau. Cô không muốn bị trừ điểm và phải chạy vì đi muộn. Nhưng đi đến cửa sau Yeondu làm thế nào cũng không trèo lên được. Winho nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào. Nhìn thấy Yeondu tay đã bị thương, Winho lập tức mềm lòng. Cậu giơ tay ra giúp Yeondu trèo lên. Còn không quên dạy cho cô nói dối thế nào để đối phó với việc đến muộn. Winho à, có thể đi muộn cùng cậu đúng là may mắn. Muốn đập tay với tớ không? Đập cái gì chứ? Nhanh lên. Cái đập tay đơn giản nhưng lại khiến cho tim Winho loạn nhịp. Yeondu vẫn chưa biết cô đã nhẹ nhàng nắm được trái tim của đối phương. Sau khi tan học, Yeondu nói với Winho mình bị mất cặp sách. Tất cả sách vở và bút đều ở trong đó. Yeondu không có sách lúc lên lớp cực kỳ bối rối. Winho nhìn thấy thế thì lấy sách của mình đem cho cô. Từ bây giờ tớ muốn đi ngủ, ghi chép giúp tớ. Rất nhanh cô giáo phát hiện cậu không đem sách, bắt cậu ra sau lớp đứng phạt. Nhưng khi nhìn thấy Yeondu không sao thì cậu lại nhếch mép mỉm cười. Lúc tan học Winho lại biến mất rồi. Yeondu lấy bánh mì nhét vào bàn cậu ta, nhịn không được đánh thêm một cái. Một màn này vừa hay bị lớp trưởng nhìn thấy. Cô nói với lớp trưởng là mình rất sợ Winho. Tóc thì vàng, cũng không lo học. Đồng phục cũng không mặc nghiêm chỉnh. Thật ra so với việc sợ, thì vì cậu ấy khác với chúng ta nên khó gần lắm. Thế chúng ta giống nhau à? Bởi vì đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Ừ thì bởi vì cậu không khó gần. Yeondu và cậu ấy giao hẹn nhất định phải giữ bí mật. Nhưng lại không biết những lời này đều đã truyền đến tay Winho. Anh ra ngoài chỉ là vì để giúp Yeondu tìm lại cặp sách. Hôm sau đi học Winho cố ý nhuộm lại tóc đen. Đồng phục cũng mặc rất gọn gàng. Cậu đưa cặp sách trả cho Yeondu. Yeondu hỏi cậu ấy tìm thấy ở đâu. Winho lại chỉ nói một câu không biết. Sau đó cầm lấy bánh mì rồi về chỗ. Giờ thể dục lớp trưởng cố ý nhờ Yeondu cầm đồng hồ giúp. Winho nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau thì nổi cơn ghen.
Sau khi về lớp, Yeondu trả lại đồng hồ cho lớp trưởng. Nhìn thấy lớp trưởng đang rất nóng, cô chủ động đưa nước cho lớp trưởng uống, nhưng không ngờ Winho lại cướp lấy trước, bạn trai uống trước. Lúc vừa bắt đầu tại sao cậu lại như thế? Bất mãn cái gì thì cứ nói, đừng để tớ phải để ý. Không bất mãn gì cả. Chỉ là tớ là bạn trai cậu ấy thôi. Cũng đâu phải là đang hẹn hò thật. Nếu hẹn hò thật thì sao? Vậy thì cậu sẽ làm gì?